Chuẩn bị là 9 phút 6 giây là mình sẽ đọc. Hiện tại là đang 8 phút 40 giây à? 9 phút 6 giây giờ Hoàng Đạo. Bấm rồi. Em bấm rồi mọi người ơi. Em đã bấm rồi. Dù sao thì em cũng bấm rồi. Cho nên bây giờ Ôi, 9 phút 6 giây. Mất công anh em ngồi chờ đợi, mất công tôi uống nửa cốc nước. Cuối cùng thì nó cũng lên rồi. Mẹ có cái gì nó sai sai ở đây nhỉ? Vui quá. Anh em thấy vui không? Mừng cái sự kiện này thì mình sẽ share bộ hình nền bá đạo lên kênh chat và hy vọng là anh em đã nắm bắt được thời cơ.